Buổi sáng thì Đức gặp một anh chàng. Anh thì cũng có gia đình, sau này làm ăn cũng thất thoát, vợ chồng cũng chia tay. Nên từ nơi đó mà con người nó đi vào bế tắc, buồn chán nặng nề. Mà cái tâm buồn chán nặng nề nó không còn làm ăn được cái gì nữa chứ. Mình nên hỏi Phật Pháp. Người thế gian có nhiều người làm dựng lên sự nghiệp phải bỏ cái thời gian dài ghê. Mà khi hỏi Phật Pháp thì giống như mì ăn liền. Giống như mì ăn liền quý vị. Là hỏi một cái, là trả lời một cái, rồi kết quả liền. Đâu phải đơn giản vậy đâu. Thời gian từ lớp 1 mà nó học ra đại học nó cũng bỏ mười mấy năm. Đúng không? Khi được cái bằng đại học rồi, ra trường có bằng đại học mà có khi còn ế. Không ai nhận mình làm. Cái này đến chùa hỏi Phật Pháp thì giống như mì ăn liền. Hỏi một cái trả lời một cái, thầy làm sao giúp cho con để đừng bế tắc. Phải chi mà cái khởi đầu của nó mà tiếp nhận Phật Pháp thì cái con đường này dễ hay tính thôi. Nhưng mà mình tạo ra một cái sự nặng nề của nội tâm mà kêu gỡ một cái là xong. Đâu phải lặt nó lợi dễ đâu quý vị. Không phải lặt lợi mà dễ đâu. Nên con người đều có thời gian. Mình phải cần nghe Pháp, mình niệm Phật, rồi mình nhìn thấu, mình buông xuống nó mới dễ. Nên tất cả những sự trở ngại trong cuộc đời này không đáng sợ. Đáng sợ nhất là nội tâm bạn bị bế tắc. Nhớ kỹ, đây là đáng sợ nhất nè. Nên những đức tại sao mà thường chia sẻ Phật Pháp thường nói câu. Quý vị cứ nghĩ đi, người ta lo cho 2.000 người mà tại sao người ta không bế tắc. Còn mình bản thân một mình phải chịu nợ 10 tỷ. Rồi mình vì cái gì, mình làm ra cái gì để rồi mình được cái gì. Đúng không? Giống như cái bà làm nón bảo hiểm. Mỗi tháng cứ lỗ 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ. Từ dịch tới giờ lỗ 3 mấy tỷ. Như Đức nói, ủa bà nhiêu tuổi? 65 tuổi. Tôi như bà, tôi giữ tiền nó lại, tôi khỏi cần làm gì nữa chứ. Tôi ăn chơi lay rai, đi tu, lay rai làm thiện cũng không hết. Mà nó lại giúp cho mình có niềm vui, có sự an lạc, khỏi cần bận tâm. Đó cũng là một tấm gương để lại cho con cháu nhìn. Ông bà cha mẹ tôi biết sống những ngày tháng có niềm vui, biết sống những ngày tháng học Phật, và khi cuối đời ra đi lại tự tại. Này thì quá hạnh phúc của quý vị. Quá hạnh phúc luôn. Thấy không? Đó nên có nhiều người mình ấy bị, nó không có đủ cái phước để mình hưởng cái niềm vui đâu. Nó bắt mình phải khổ. Có những người đã có điều kiện rồi mà sợ mình nghèo. Cứ sợ mình nghèo mà cố gắng quý vị. Cứ sợ nghèo mà cố gắng. Cứ sợ nghèo mà cố gắng. Trong khi nó chưa có nghèo mà cứ sợ nghèo. Cứ sợ nghèo rồi bản thân của mình thật sự có tiền nhưng đã là nghèo rồi. Vì mình cứ sợ nghèo. Giống như một cái người niệm Phật mà sợ đọa địa ngục. Sợ đọa địa ngục mà cái tâm tiêu cực đó mà không chịu áp dụng niệm Phật để có niềm vui thì bạn đang đọa địa ngục rồi đó. Tại vì bạn đang sợ đọa địa ngục là cái tâm bạn sợ hãi đó, nó không phải là cái sự tu tốt đâu. Còn chư tổ sư người ta sợ đọa địa ngục nhưng người ta sống những ngày tháng rất là vui để niệm Phật cầu sanh cực lạc. Người ta sống, người ta buông sự cái tâm sân hận khó chịu, bực dọc, buồn phiền để người ta sống những ngày tháng đặc biệt. Vậy thì đúng. Còn bạn thì nghe bạn không hiểu, bạn nghĩ là mỗi ngày phải sợ đọa địa ngục để cố gắng tu. Nhưng mà bạn tu để sanh ra tiêu cực. Bạn tu để sanh ra tiêu cực thì bạn đang đọa địa ngục rồi. Dù bạn chưa đọa trong địa ngục nhưng tâm của bạn nó đã đọa trong địa ngục. Tại vì bạn ngày tháng quá nặng nề. Bạn sống bạn cứ tiêu cực không vậy bạn đang đọa địa ngục rồi. Nên Phật Pháp không phải dạy người ta ra làm gì đó quý vị à. Nghĩa là Phật Pháp nó không phải dạy người ta ra làm gì, mà Phật Pháp nó dạy cho con người ta sống những ngày tháng vui vẻ, tự tại, thoải mái. Rồi trong một cái phạm vi mình tu hành để có một phương hướng giải thoát. Cái giải thoát là cuộc đời của mình hiện tại nè, chứ không phải là chờ khi chết mà giải thoát đâu. Nếu như Phật Pháp mà dạy con người ta lúc bình thường đang sống mà khổ đau, vì ai học Phật?
Nên Phật Pháp dạy của người ta giải thoát là giải thoát chừng nào? Bây giờ nè. Bây giờ mình đang nghe Phật Pháp là tâm mình bây giờ đang giải thoát. Bây giờ mình nghe Phật Pháp là tâm mình bây giờ đang giải thoát. Đó. Nên quý vị thấy những đức nội mà chia sẻ Phật Pháp, vì thấy rất tự tại không? Một bài chia sẻ Phật Pháp của những đức như thế nào đó là chuyện của nó. Bản thân những đức tới giờ là những đức sẽ qua chia sẻ Phật Pháp. Có nghĩa đi đến cái trình độ vui vẻ là gì? Khen chê kệ quý vị. Nhưng tin chắc 100% bài Pháp nào những đức chia sẻ nó cũng dính vào con người ta hết. Nên những đức rất là thoải mái, rất tự tại. Nên quý vị thấy bài Phật Pháp nào những đức chia sẻ người ta cũng coi đông. Và thêm một cái nữa, nhất định người ta được lợi ích. Những đức không có đặt vấn đề một chút những đức phải qua chia sẻ Phật Pháp như thế nào. Mà cách chia sẻ Phật Pháp những đức là nghề dạy nghề đó quý vị, 100% luôn. Những đức là nghề dạy nghề đó, thành chuyên nghiệp đó. Bây giờ trở thành một ông thầy chia sẻ Phật Pháp chuyên nghiệp đó. Những đức nói ai mà ra sản phẩm chia sẻ Phật Pháp nhiều bằng những đức. Đức là quá nhanh luôn. Vì nghề dạy nghề nhà đức rất là tự tại. Rất là tự tại. Nó thì học Phật ít gì cũng phải có cảm giác đó. Cảm giác đó nó mới là đặc biệt. Chứ không phải nhà đức nước đến chân mới chạy đâu. Ví dụ như bây giờ 2-3 người nhà đức chia sẻ cũng chân thật. 1 người nhà đức chia sẻ cũng chân thật nữa. Không có người nhà đức cũng chân thật nữa. 10.000 người nhà đức cũng chia sẻ Phật Pháp vậy nữa. 20.000 người nhà đức cũng chia sẻ Phật Pháp vậy nữa. Không có ai những đức cũng chia sẻ Phật Pháp vậy nữa. Thì coi có nhiều bài Phật Pháp những đức chia sẻ không có một người nào cả. Nói ầm ầm. Một mình cũng nói ầm ầm thôi. Chứ không phải là những đức phải đợi người ta đông những đức mới nói ầm ầm. Không phải. Là cái cảm giác của những đức là không có người cũng như có người vậy đó. Thì cái cảm giác gì thì quý vị còn trở ngại gì nữa. Lễ lọc bao nhiêu chục ngàn người đối với những đức cũng không còn vấn đề nữa. Nghĩa là cứ lên là chia sẻ Phật Pháp thôi. Vô cùng tự tại. Tự tại vô cùng. Bây giờ tôi ngồi chia sẻ Phật Pháp, tôi địch cái, tôi nói mới địch cái. Ai cừ kệ người ta chứ. Người ta cừ vui hay là cừ chê bai kệ người ta. Tôi dám nói thẳng là tôi vừa địch cái. Thấy không? Không biết người ta đang cừ ngạo nghễ hay là cừ khi dễ tôi không biết. Nhưng mà cái quan trọng là người ta vừa mới cười. Đó. Thấy không? Đó là cái phát xuất tự nhiên. Chứ đâu phải là kìm cặp hay là đang tính toán. Không phải. Còn đa phần người ta chia sẻ Phật Pháp là người ta phải ghi chép sẵn ra một cái đề cương rõ ràng. Và theo cái đề cương đó mà đọc ra để nói. Vậy thì bạn có sự sắp xếp và tính toán sẵn. Còn bây giờ tôi lên tôi chia sẻ Phật Pháp là tự nhiên. Tự nhiên như người điên. Nhưng mà người ta lại thích nghe. Thấy không? Quý vị thấy có mấy người mà có thể trước công chúng đông người mà tự nhiên như người điên được không? Bạn làm được có được không? Bạn thử đứng trước mọi người bạn tự nhiên như người điên thì có được không? Cái người điên mà trước công chúng mà tự nhiên được, cái người này một là điên loạn đầu óc không biết gì, hai là không còn cái ngã. Chỉ có 2 loại người đó thôi. Một loại người là hoàn toàn điên loạn không biết gì, trước mặt mọi người điên cuồng tầm bậy tầm bạ. Còn loại người thứ hai là quên đi chính mình. Nên cực kỳ tự nhiên luôn. Nó không còn đặt vấn đề vào cái khen cái chê trong đó. Kệ quý vị. Miễn làm sao chân thật tặng đáy lòng. Được rồi. Khỏe re. Như bò kéo xe. Hiểu không? Nó, nên cái đáng sợ nhất của đời người là gì? Là bạn đang bế tắc không cởi mở ra được. Quý vị nhớ nè. Trong cái cuộc đời chúng ta nghe quý vị. Không có cái gì mà quý vị không thoát được. Dù quý vị có bị nhốt vô tù thì cũng thoát được. Quý vị coi cái thân chúng ta ở cái cõi ta bà này, ai mà đem cái thân theo khi đi giải thoát? Cái giải thoát là cái gì? Cái giải thoát là cái tâm của bạn.
Nên người ta dù có nhốt bạn trong tù thì tâm bạn vẫn giải thoát. Vì cái giải thoát là cái tâm. Còn cái thân của bạn nhất định phải trả lại cõi ta bà này. Suy nghĩ đi. Thì bạn đừng bao giờ nói rằng là tôi bị tồi túng. Tồi túng là do tại bạn, tại cái tâm của bạn, chứ không phải là bị tồi túng. Dù người ta có nhốt bạn trong nhà, nhốt bạn trong tù, nhốt bạn ở đâu, bạn không bao giờ tồi túng. Tồi túng là do cái tâm bạn. Bạn không có chấp nhận. Bạn không có chấp nhận. Nếu như bạn ở đâu thì bạn chấp nhận ở đó, thì bạn đâu có bị tồi túng. Nhưng bạn ở đây bạn lại nghĩ đằng kia nên tồi túng, mà ở đằng kia bạn nghĩ ở đây nên tồi túng. Từ nơi đó mà cái thân thì nhất định là nó phải ở đây rồi, nó phải ở cõi ta bà rồi, thì nhất định là cái thân này nó không có giải thoát. Nhưng mà cái quan trọng là cái tâm bạn giải thoát. Đây là cái quan trọng nè. Nên đáng sợ nhất là con người bị bế tắc. Bế tắc là từ đâu? Nội tâm. Nội tâm bị bế tắc. Ví dụ như cái anh chàng kia kinh doanh làm ăn thiếu nợ 10 tỷ, anh bận tâm vô cùng. Bây giờ anh phân tách kỹ đi, anh còn có cái mạng à. Trả nợ thì trả từ từ, bây giờ nếu bắt tôi ở tù thì khỏi trả. Nhưng anh nghĩ đạt tới trình độ vậy làm sao anh bị bế tắc? Bắt tôi ở tù thì khỏi trả. Còn bây giờ để tôi làm từ từ thì tôi trả. Trước nhất là anh nhẹ cái tâm anh trước. Cái tâm anh đã thông dong tự tại thì anh cứ trả từ từ. Cứ trả hoài, trả niệm Phật tu. Trả làm được có tiền cứ trả. Trả rồi tu từ từ. Cả đời trả hoài cũng được. Chừng nào chết giảng sanh. Trả xong hay không xong kệ. Cái chuyện chừng nào cặn tử nghiệp thì bạn niệm Phật giảng sanh. Vậy thì cái tâm của bạn nhớ kỹ. Mỗi ngày vẫn có 3 buổi cơm. Bạn mỗi ngày vẫn có 3 buổi cơm bình thường, không có gì cả. Thì con người trong cuộc đời này chỉ có 3 buổi cơm. Đa phần đều chỉ có 3 buổi cơm. Mà bận tâm cho 3 buổi cơm này nên chắc chứa đủ chuyện ở trên trong cuộc đời này. Và bạn nhớ rằng bản thân của bạn là nhìn cao lên quá. Bạn có chiếc xe đạp đi thì bạn nhìn chiếc xe Honda. Đa phần là bị khổ là từ chỗ này, bị chói buộc, bị vật chất. Bạn có chiếc xe đạp thì bạn nghĩ chiếc xe Honda. Bạn có chiếc xe Honda thì bạn nghĩ xe hơi. Bạn có xe hơi thì bạn muốn đổi xe hơi. Bạn có nhà đúc thì bạn muốn có nhà lầu. Bạn có nhà lầu, bạn muốn có biệt thự. Bạn có một con vợ thì bạn có hai con vợ. Bạn có hai con vợ, bạn muốn có ba con vợ. Bạn có chiếc nhẫn này, bạn muốn có chiếc nhẫn kia. Bạn có dây chuyền này, bạn có muốn dây chuyền nọ. Bạn có bộ đồ này, bạn muốn có bộ đồ khác. Bạn cứ muốn có như vậy nên bị vật chất chói buộc. Và vật chất chói buộc nó đẩy bạn vào đâu? Vào con đường bế tắc. Thấy không? Bạn đi vào con đường bế tắc là do chính bản thân bạn không biết đủ. Mà không biết đủ cho ai? Cho cái thân giả. Rồi một ngày nào cái thân giả cũng trả lại cho tứ đại. Nhưng bạn lại tạo tội từ nội tâm. Và nội tâm tạo tội này nó đẩy bạn đi vào tam đồ ác đạo. Bạn thấy thê thảm chưa? Nên cái Phật Pháp dạy giải thoát là giải thoát ở đâu? Lúc bạn đang sống là giải thoát cái tâm. Còn nợ nần khổ đau chồng chất, vì vợ, vì chồng, vì con, vì cháu, vì của cải, cái này là chuyện ở thế gian. Còn cái tâm của bạn nên sống những ngày tháng tự tại. Đây là bạn có tâm giải thoát rồi đó. Bạn không bị chối buộc cái tâm. Còn cái thân thì bạn sống phải làm. Nhưng mà bạn không bị chối buộc cái tâm. Như vậy thì bạn đang tu. Dù chưa sanh về cực lạc, nhưng tâm bạn đã có cực lạc. Cực kỳ quan trọng luôn. Những điều những đức chia sẻ đây là những điều những đức cảm nhận được trong ngôi nhà Tam Bảo. Vì một ngày những đức lo quá nhiều chuyện, giết rồi những đức cảm nhận, ồ cái lo của mình là phải lo, cái làm của mình là phải làm. Vậy thì mọi người ai cũng phải sống, ai cũng phải làm, ai cũng phải tu, ai cũng phải lo. Đâu phải một mình lo đâu, làm gì mình phải ôm gánh chịu. Nên làm là làm, lo là lo, nhưng không đặt nội tâm. Nên tôi vẫn sống những ngày tháng vô cùng đầy đủ và vui vẻ tự tại. Thấy rõ chưa? Tôi đâu có sự tích trữ về một sự nghiệp đâu. Tôi đâu có nghĩ sự nghiệp trong cuộc đời này đâu. Tôi đâu có tích trữ một sự nghiệp gì trong cuộc đời này đâu. Tôi có tiền bạc vật chất, tôi làm những việc ý nghĩa cho người ta mà. Tôi đâu có bị một sự nghiệp. Còn người ta khổ là do có một sự nghiệp. Người ta là bị một sự nghiệp như anh chàng kia một mình một. Mà bây giờ thiếu nợ 10 tỷ. Anh mục tiêu là gì? Muốn có một sự nghiệp. Để cho người thế gian nhìn tôi có sự nghiệp, đừng xem thường tôi. Bạn bè đừng xem thường tôi. Tôi phải có địa vị xã hội, tôi phải có điều kiện, có danh tiếng. Bạn bị một sự nghiệp trong cuộc đời giả tạm, chối buộc. Tôi không có một sự nghiệp trong cuộc đời giả tạm này. Mà tôi đem sự nghiệp của Phật Pháp chia sẻ cho người ta nghe.
Tôi có tiền tôi làm việc cho mọi người, không có tiền thì thôi. Từ nơi đó mà tôi sống những ngày tháng rất là vui. Ngày nào tôi cũng sống đặc biệt, làm dù bao nhiêu tiền cũng có người ủng hộ tinh thần để cùng làm. Bây giờ bạn có một sự nghiệp thì đó là cá nhân, bạn tự tạo, bạn tự có, bạn tự giữ, bạn tự cực, bạn sợ mắc, bạn khổ đau, đủ chuyện. Còn tôi thì tiền bạc người ta đưa tôi làm cho người ta, không đưa thì khỏi làm. Còn ai đưa tôi thì tôi làm, nên tôi vô cùng tự tại vì tôi làm việc cho Phật pháp. Phải không? Người ta khổ là do cái sự nghiệp thế gian quý vị ơi. Nhớ kỹ. Đúng không? Nè, bây giờ bạn cứ suy nghĩ, bạn đang ngồi nghe Phật pháp như vậy mà trước mặt bạn đã có một hộp sữa Milo. Cái sự nghiệp của chúng ta nghe pháp xong là có hộp sữa Milo. Xong hộp sữa Milo này uống xong vứt cái vỏ bỏ. Xong sự nghiệp đó rồi. Chúng ta trở về nơi nào chúng ta nghỉ ngơi thì càng nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, càng ngồi chơi thì nghỉ ngồi chơi, vô cùng tự tại. Rồi ngủ giấc ngày mai tiếp tục đi tu thờ, xong xuống ăn cơm. Sự nghiệp của chúng ta bắt đầu ngày mới là một ngày niệm Phật, một ngày vui. Đặc biệt không? Rất tự tại. Quý vị thấy cái gì làm việc nó cũng phải có sự chuyển biến. Lúc trước chia sẻ Phật pháp xong thì người ta không biết bữa nay là cho uống cái gì. Nhưng bây giờ chia sẻ Phật pháp xong, chưa chia sẻ Phật pháp là người ta đã thấy trước mặt người ta có một cái thành quả là hộp sữa Milo. Thấy không? Vừa chia sẻ Phật pháp xong, hồi hướng xong, chúng ta đứng lên mọi người cầm hộp sữa. Nhưng phải chừa một số sữa đây để chi, một số người đến sau lỡ không có sữa hỏi rằng có ai chưa có sữa không lên đây thì phát cái nữa là xong luôn. Vì thời gian mà chúng ta rút lại thời gian đi ra ngoài vô cùng tự tại. Nó nên cái cải cách trong công việc là phải cần có cải cách. Cái làm cái gì cũng phải cần có cải cách. Nhưng nếu nó đã đạt rồi đừng cải cách nó. Giống như một cái cây nó đã đẹp rồi, đừng có nhổ cái gốc, mà chúng ta nên cắt cái cành. Cành nào lú ra tầm bậy tầm bạ cắt nó. Giống như cái cây bông giấy, tròn trịa đã đẹp rồi mà lâu lâu có cái cành mọc ra dài thòn, nhớp cái cành nó liền, để cho cái cây bông giấy nó được đẹp. Còn cái gốc cây thì không có nhổ, đụng tới gốc cây thì ảnh hưởng cái cành, nên cái gốc thì phải giữ. Mà cái cành nào lạng quạng mọc ra cắt, đúng không? Giống như cái nguyên lý tóc ra dài thì cạo đầu. Mình là người tu mà, tóc ra thì mình cạo đầu, thấy không? Nhưng chứ không có cắt đầu. Cạo đầu chứ không cắt đầu. Cắt đầu chết sao? Giống như được quyền cắt cành nhưng tuyệt đối không được nhổ gốc. Nhổ gốc là chết cây à. Cái nguyên lý quý vị phải biết. Nên cái sự cải cách của cái công việc là giữ gốc. Nhưng mà cải cách, càng cải cách thì nó phải càng tốt. Thấy chưa? Vậy thấy Phật pháp hay chưa? Pháp quá hay luôn. Ví dụ như bạn lao một cái nhà, bạn lao từ đông qua tây, từ tây qua đông, hay từ nam qua bắc, hay từ bắc qua nam. Chuyện đó của bạn, miễn bạn lao hướng nào cũng được, miễn bạn lao nhanh mà sạch là được. Chứ không có nhất thiết hoặc từ nam qua bắc, từ bắc qua nam vậy. Từ đông qua tây mà từ tây qua đông vậy. Miễn làm sao bạn lao được sạch cái nhà. Còn bạn nấu ăn, miễn làm sao bạn nấu ngon, tôi không nhất thiết bạn cách nào bạn nấu, bạn đổ cái gì vô bạn nấu cái chuyện của bạn, miễn bạn nấu ngon thì là ngon, đúng không? Đó. Tôi chia sẻ Phật pháp vô cùng là tự tại, thập cẩm như thế nào kệ, miễn người ta nghe. Tôi chia sẻ Phật pháp thập cẩm sao kệ, miễn người ta nghe thôi. Có nhiều người nói chia sẻ Phật pháp là nó phải có một cái từ mở bài, thăng bài, kết luận gì kia. Tôi nói quý vị cứ làm vậy đi, chuyện đó của quý vị. Còn tôi có quyền chia sẻ Phật pháp thập cẩm, người ta có quyền nghe, ông nghe chuyện của người ta, đúng không? Quý vị biết á, bây giờ mà nhạc mà nguyên văn hát á, có nhiều người ít nghe hơn nhạc chế. Xã hội này thích nhạc chế, nên chúng ta chia sẻ Phật pháp nó cũng chế biến chút xíu, thấy không? Bây giờ xã hội đi theo tuần tự quá, có nhiều người nó thấy chán,
Nó biết rồi, từng tự là mở bài, thăng bài, kết luận, nó biết hết trơn. Cùng mình bây giờ mình đổi ngược, mới vô kết luận rồi tới mở bài rồi đi vô thăng bài rồi quay lại kết luận. Hiểu không? Nó bị biết rằng nói cái đề học những đức thôi là mới vô là kết luận rồi đó. Nó làm thu hút, rồi những đức mới đi vô mở bài, đi ngược là kết luận để thu hút, rồi xong những đức mới mở bài chậm lại, rồi thăng bài mới đi vô, cuối cùng những đức lại kết luận thêm cái nữa. Nên con người ta bây giờ nó thích thành quả lắm quý vị ơi. Nên mình chia sẻ Phật pháp phải lôi thành quả ra cho nhiều. Giống như những đức bữa đó chia sẻ Phật pháp nói về thế giới cực lạc. Cực lạc là gì? Có cái ông bình luận, ông nói ăn cơm dưới đất mà nói chuyện kinh chờ. Thì xong á, những đức mới nói với ổng rằng thằng vậy nó mới cao minh chứ. Ông ăn cơm dưới đất mà nói chuyện cho con vợ nghe nó còn chưa nghe được nữa, còn tôi ăn cơm dưới đất mà nói tới trên trời nghe, vậy là dữ lắm rồi. Hiểu không? Mỗi ngày ông ăn cơm nói cho vợ con nghe nó còn chưa nghe mà. Hiểu không? Còn tôi mà nói tới trên trời còn nghe mà ông nghĩ thì vậy mà ông không nghe nữa, ông vừa tội ông không? Không đủ bản lãnh để nghe hả? Đúng không? Đó. Phải là nói trên trời nghe không? Lễ Viếng Quan Âm 3 ngày không có hạt mưa, nó phải ông chờ ông nghe ông cảm động không? Đó, rõ ràng chưa? Làm việc cho chúng sanh. Xong tiếp tục giới đàn hòa thượng tổ chức, mấy ngày đâu có mưa đâu. Màu trưa này mưa đó, giới đàn vừa xong hôm qua, trưa nay mưa nè. Cái chuyện làm cho Phật pháp ông chờ và ủng hộ, nên chúng sanh như mình phải nghe. Ví dụ như có những người á, sáng ăn cơm xong bắt đầu ra quán cà phê ngồi tán dóc, cái đó là cái không cần thiết. Còn tôi nói mà được cho nhiều người nghe để được an lạc, tại do quý vị không đủ cái trí để nghe thôi. Chứ nếu như quý vị mà có thiện căn thì mê thấy mồ. Thấy chưa? Mê mà thấy mồ á, là biết vì sao mà mê thấy mồ không? Tại vì mê quá nên tưởng đến cái chết để vừa cực lạc, nên mới là mê thấy mồ. Đó, hiểu không? Nên rồi ơi, cái chuyện mà lý giải cực lạc đâu có đơn giản. Ngồi mà nói cực lạc thao thao bát tiệt mà người ta nghe người ta sảng khoái. Chỉ có người không đủ thiện căn mới nghe không nổi thôi. Quý vị biết ngày xưa dưới quê nhà Đức thấy có nhiều người ăn cơm xong ra ngồi quán cà phê, có khi vợ lợi chữ sùm. Còn tôi nói người ta ngồi người ta nghe ầm ầm. Chỉ có những người không đủ cái trí để nghe thôi. Nó, thật sự mà nói, người ta ngồi nói chuyện mấy chục ngàn người nghe đó, lễ Viếng Quan Âm đi coi thấy mấy chục ngàn người đó. Chỉ cần bạn nhìn vậy thôi, bạn đừng có nói gì chứ nghe. Bạn đâu có khả năng làm được điều đó đâu. Bạn nói cho một con vợ nó nghe nó còn chữ lại kìa. Có khi nói chuyện mà con vợ nó quay nó chữ sùm, nó im. Nó xạo, có con kia cắt bạc nào, tao làm muốn chết luôn. Nói trên trời dưới đất nó xạo sự. Sáng ra uống cà phê ngồi nghiêu ngao, có cắt nào nữa đây. Đó, ê mặt thấy mồ. Còn đây tôi nói được mà tôi nuôi được 2.000 người. Đúng không? Nhận thức đi. Đó. Lo cho người ta mà trắng da cục tóc. Trong chùa thì trắng da cục tóc, như Phật tử vô chùa thì trắng da dài tóc. Trong chùa thì trắng da cục tóc là đúng rồi. Không. Chứ người trong chùa mà càng tu mà tóc càng dài là biết cái vị sao rồi đó. Tu mà ta bà quá dữ nên tóc nó ra dài. Còn đi vô chùa mà tu mà cục tóc mà trắng da là tu đúng rồi đó. À, nên từ nơi đó mà quý vị biết á, chúng ta phải làm sao á, cho người ta cảm giác được có một điểm nương tựa bình an và vui vẻ. Chúng ta mỗi ngày nói những điều vui vẻ để cho người ta cảm giác người ta có điểm nương tựa. Chứ không phải là ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời. Tôi nói cực lạc á, trên trời gì? Trên trời là quá thấp.
Trên trời là quá thấp, nên nhớ kỹ. Hiểu không? Nó phải làm sao mà nói tới cực lạc á, cõi trời mà nằm trong lục đạo luân hồi quá thấp rồi. Tôi nói tới thế giới cực lạc á, siêu vượt 10 muôn ức cõi Phật luôn á. Không biết cái gì chứ. Tôi ăn cơm xong mà nói chuyện cực lạc luôn á, trên trời gì? Trời là quá thấp. Thấy không? Nên nhiều người á, họ không nhìn nhận ra Phật pháp là một trí tuệ vậy. Cái đáng giá của Phật pháp lớn lắm. Đáng giá của Phật pháp lớn. Có nhiều người tội nghiệp ghê vậy. Trời ơi, công nhận đi tu gì mà khỏe thấy ghê, bao nhiêu người cúng dường. Nói vậy sao không đi tu đi? Thấy người ta làm được vậy sao không đi cạo đầu tu đi cho nhiều người cúng dường. Người ta đi tu có nhiều người cúng dường, mình đi tu nó cầm cái giường nó đánh mình. Trời ơi, nó chuyện dễ ăn lắm. Hiểu không? Mình ở ngoài đời mình bữa nay làm được mấy trăm ngàn triệu bạc, là tối mình đi uống bia, mình đi nhậu nhẹt, mình đi chơi sùm. Người ta quanh năm suốt tháng ở trong chùa, người ta phải công hạnh gì, người ta phải làm việc sao người ta mới cúng dường. Bộ nói tất cả những người cúng dường là người ta ngu hả? Ta bỏ tầm bảy tầm bạ hả? Người ta phải nhìn quý vị làm sao chứ, người ta phải nhìn quý vị như thế nào chứ, ta mới cúng. Hiểu không? Ta phải nhìn quý vị làm cái gì cho mọi người, người ta phải đi xem xét. Chứ đâu phải là người ta cúng tỳ cúng tiện, cúng liện cúng đại. Tỳ tiện liện đại đâu có. Người ta phải coi kỹ lắm, người ta phải xem, phải xét. Không, mấy cái ông mà nói chuyện tào lao, mấy bà tào lao là đúng là không hiểu. Nói là những cái câu mà bị dính bẫy không à. Trời ơi, công nhận đi tu xuống đi ghê, bao nhiêu người cúng dường. Nói vậy đi tu đi, cái chuyện này ngon ăn quá sao không đi tu. Trời ơi, thấy chưa? Nên những đức nói rằng cái gì nó cũng có cái giá của nó hết bạn ơi. 3.000 lại muốn le lử người ta mới kết chứ. Mà người ta làm được, người ta thu hút được mấy chục ngàn người lại. Còn bạn bây giờ muốn làm giống người ta thì hai vợ chồng chưa chắc lại nữa. Thôi bạn đừng có nói cái dòng do tam quắc làm chi. Hiểu không? Nên tất cả những người sống trong cuộc đời này nhớ, mình đã từng gặp Phật pháp, mà mình đã từng mắc hy vọng với Phật pháp. Cũng đừng bao giờ cho rằng Phật pháp nó hoàn toàn thất vọng. Vì cuộc đời bạn học ở đâu đây? Phật pháp là một nền giáo dục. Bạn lỡ không đủ duyên đặc biệt, bạn gặp một con người làm bạn thất vọng, bạn đừng nên thất vọng một người mà bạn thất vọng tất cả người. Bạn phải nhìn nhận Phật pháp nó là nền giáo dục. Tại vì bạn không nhìn ra nên bạn học không được thôi. Chứ nếu như mà bạn kiên nhẫn thì trong cái thất vọng nó vẫn có hy vọng cho bạn đó bạn ơi. Hiểu không? Nó nhiều người á, chúng ta tự nhiên bị một ông quan hại thì cho rằng tất cả ông quan đều là xấu. Vậy nó cũng có những ông quan tốt chứ, tại sao bạn không cho bạn cơ hội? Hiểu không? Thí dụ như bây giờ trong chốn quan trường có những người tham ô, nhưng bạn phải tin rằng cũng có những người thanh liêm. Vậy tại sao bạn nhìn vậy, bạn không cố gắng làm quan thanh liêm mà bạn đi thất vọng mấy ông quan? Trong Phật môn cũng có những người học Phật làm cho người ta chán nản, nhưng trong Phật môn cũng có những người làm cho người ta cung kính. Đúng không? Tại sao bạn không làm điều đó đi? Nên trong cuộc đời con người mình đáng sợ nhất là bạn bị bế tắc. Bế tắc là gì? Là bạn bị cấm cổ vào một chỗ nào thì bạn cứ sợ bị cấm cổ. Bạn nhớ cấm cổ thì đứng lên, đừng có lo bị cấm cổ nữa. Dù đời mình bị cấm cổ 10 lần, 20 lần, bạn vẫn tin tưởng là bạn phải đứng lên. Đúng không? Nên con người tuyệt vọng nhất là con người lỡ gặp một sự cố gì không bao giờ đứng lên, mà cứ cho rằng sự cố đó là đáng sợ. Bậy. Sự cố trong cuộc đời đó là bài học kinh nghiệm của cuộc đời, nó làm cho mình trưởng thành lên, chứ không phải là để đáng sợ. Vì cái thân một ngày nào cũng chết, sự cố gì mà đáng sợ? Chết cũng không đáng sợ nữa. Vì sao? Vì chúng ta còn linh thức sáng suốt, vì đâu đáng sợ. Đúng không quý vị? Quý vị phải hiểu điều này nghe quý vị. Nhớ đó. Chúng ta vừa chết bữa nay, ngày mai có cái thân khác rồi.
sợ gì cái chết. Bữa nay biết đâu cái thằng này hô, ngày mai cái thằng còn đẹp hơn, bảnh hơn, cao ráo hơn rồi sao? Tại sao bạn không nghĩ như vậy hả quý vị? Hiểu không? Nên chúng ta phải nghĩ những cái điều tích cực kìa. Nó ví dụ như bây giờ nghèo khổ te tua, khổ đau te tua, tại sao quý vị không nghĩ cái chuyện niệm Phật tương lai quý vị được vãng sanh cực lạc để làm Phật? Tại sao quý vị không nghĩ như vậy? Hiểu không? Nếu mà nghĩ như vậy thì làm gì mình có khổ nữa quý vị? Đúng không? Nhớ kỹ vậy nghe. Học Phật là sự giải tỏ tâm tư. Học Phật là không bị bế tắc. Đáng sợ nhất của cuộc đời của người là bế tắc. Ví dụ như mình gặp một người nào đi, họ nói, mình vừa nói Phật Pháp, họ nói im, tao không thích nghe Phật Pháp, tao ghét ông thầy. Vậy là quý vị là người bị bế tắc. Quý vị là người bị cấm cổ mà không đứng lên. Ôi ơi trời, chúng ta cuộc đời có bị cấm cổ một chục lần đi chăng nữa cũng đứng lên, phải ngước mặt để nhìn kỹ số phận cuộc đời, chứ làm gì cho nó là hoàn toàn xấu. Hiểu không? Thí dụ như giờ chúng ta sống với một người chồng, người chồng này ăn nhậu bê tha tệ bạc, chúng ta cũng đừng bao giờ đánh giá tất cả những người nhậu đều là bê tha. Có những người nhậu người ta làm nên sự nghiệp rồi sao quý vị? Hiểu không? Đó. Nên trong cái cuộc đời này cái gì nó cũng có thể xảy ra. Nên mình đừng bao giờ vội vàng kết luận một con người sớm và kết luận nhanh lẹ quá sẽ thất bại đấy. Ví dụ như bao nhiêu con người nghe gì chắc chắn là phải có cái lợi ích gì, không lợi ích nghe làm chi. Trời ơi, chỉ cần suy nghĩ gì là ra rồi. Chủ nhật mà ngồi gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn ngồi, từng nào cũng đến để tranh cạnh nhau mặt tiền là biết rồi. Hiểu không? Hiểu rồi. Chứ nếu như mà không được lợi ích gì, thật sự mà nói không có ai dành cái mặt tiền này đâu. Ngồi ngay cái mặt tiền muốn chở mình cũng khó khăn. Nếu mà nó không thích, nó ngồi đâu ở trong kẹt gì, nó muốn thẳng chân đưa chân thoải mái, muốn đi ra ngoài cũng thoải mái hơn. Chứ ai đâu mà đi tranh giành cái mặt tiền làm cái gì? Người ta phải cảm giác một cái nguồn năng lượng gì đó mà người ta đã cần. Hiểu không? Đó. Người ta phải cảm nhận được quang minh phổ chiều. Ta ngồi gần gần nó chiếu lăng can chúng người ta thích. Thấy không? Nó phải nhớ kỹ chỗ này nghe. Chứ ngoài ra mà mình nhìn vậy thì mình mới góc độ mới sâu. Ví dụ như bây giờ mỗi lần ông thầy ông giảng pháp mà chỉ có 2-3 người nghe là chúng ta nói ông này chưa chắc. Nếu ông giảng pháp hay, pháp duyên thù thắng, sao ít người nghe chứ ạ? Đặt câu hỏi. Còn nếu ông này giảng mà quá nhiều người nghe thì chắc chắn này phải có cái đặc sắc gì. Nhưng mà trong Phật pháp nó có nhiều cái đặc sắc, mà bạn phải nhìn ra cái đặc sắc của nó. Có những người giảng pháp đặc sắc vô cùng mà chỉ là đặc sắc của nhân sinh. Và có những người chia sẻ Phật pháp đặc sắc nhưng nó có cái đặc sắc của giải thoát. Cái này mới tuyệt nè. Bạn phải có góc độ đó đó. Bạn mới là người nghe pháp tuyệt vời. Thí dụ như Đức chia sẻ Phật pháp quý vị. Vì khi quý vị chưa gặp kiếp nạn là quý vị đã tính trước cái chuyện kiếp nạn rồi. Đã cho bạn một con đường khi tương lai gặp kiếp nạn rồi. Quý vị thấy những Đức thường nói không? Nếu lúc quý vị bị đắc đè làm sao niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Khi quý vị bị nước trôi làm sao niệm Phật cầu sanh cực lạc. Khi quý vị bị lửa cháy niệm Phật cầu sanh cực lạc. Khi quý vị bị bỏ rơi niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tất cả những lúc bạn bị khổ đau nhất trong cuộc đời, bạn vẫn có một điểm nương tựa, đó là thế giới cực lạc. Đúng không? Rõ ràng. Vừa nhân sinh bạn sống vui mà lại bạn có một phương hướng đi về nữa. Này mới là cái tuyệt vời. Còn nếu không chỉ có nhân sinh không, lỡ bạn gặp sự cố trong cuộc đời, bạn lấy cái gì ra để giải quyết đây? Nên có nhiều người cũng nghe pháp mà mùa dịch te tua, không có phương hướng luôn. Còn những người nghe tu giảng khi gặp dịch thì địch.
quá tự tại. Thằng ngồi kế bên đó, mày thiệt tình, giờ này mà mày còn địch được nữa. Trời ơi, dịch đau bệnh muốn chết mà mày còn địch nó. Địch thì địch thôi, chứ không có gì phải sợ hết chứ. Hiểu không? Chứ không lẽ bệnh đau mày không cho tao địch. Quý vị biết nghe, người nước ngoài á, người ta chủ trương cái việc mà xì hơi lắm. Vì xì hơi là gì? Xì hơi là một việc làm buôn xả. Bạn cứ nghĩ đi, khi bạn bị ứ hơi không tiêu hóa thì việc đầu tiên mà mọi người giúp bạn đó là giúp cho bạn phải xì hơi và ở ra. Nếu bạn không ở được thì bạn phải xì hơi. Một là miệng phải ở, còn hai là đích phải xì. Vì sao? Vì cái việc này nếu mà nói gì khoa học là điều tốt, đúng không? Vì nó làm cho cơ thể bạn được nhẹ nhàng, đỡ đi sự gánh nặng. Hiểu không? Nói rất rõ ràng dễ hiểu. Nên chúng ta muốn tự tại thì chúng ta ăn vào thì phải đi ra tự tại. Ăn vào ngon thì phải ra ngon. Chứ nếu ăn vô ngon mà ra không ngon thì bạn không tự tại. Hiểu không? Nên mỗi ngày bạn phải cần xì hơi. Đó là gì? Đó là một phương pháp, một phương pháp giải thoát. Một phương pháp giải thoát. Nhớ, khi bạn buồn, bạn giận, bạn phiền não, bạn không có cách nào để giải tỏa được thì bạn hãy từ đỉnh đầu giọng xuống cho nó ra cái đường hậu môn, một cái dù, tùy theo cái sức ép hơi của bạn mà ra. Có những cái thì tủng tủng, còn có những cái thì xèo xèo. Cách nào cũng được, miễn làm sao bản thân bạn thấy nhẹ nhàng là giải thoát. Đúng không? Nó nên cái chia sẻ pháp này khó lắm nghe, khó nói lắm. Nên phải gọi là cái người có năng lực mà kết hợp nhiều món thập cẩm mới chia sẻ Phật pháp. Mấy vị biết pháp môn tịnh độ là pháp môn gì? Pháp môn thập cẩm. Tại vì sao? Mười phương chư Phật đều tán thán. Nên cái pháp môn mà mười phương chư Phật đều tu, vì thì căn tính của mười phương chư Phật đều quy về tịnh độ. Đúng không? Đó. Nên từ nó đó vị thấy chia sẻ mà biết đường quay về thấy chưa? Nói biết đường quay về. Nên con người khi tự tại rồi nói chuyện ra tự tại hết trơn á. Còn nếu con người mà bị ấp úng về văn tự thì nói cái gì cũng bị ngượng miệng, nên văn tự không thoát được. Bạn tu vậy không có giải thoát đâu. Tại vì bạn còn nhiều văn tự ấp úng quá, bạn chưa có thoát ra được văn tự. Văn tự của thế gian á, nó chuyển qua sức thế gian. Miễn làm sao bạn nói văn tự mà tự tại thì nó thành ra văn tự giải thoát. Chia sẻ Phật pháp đi đơn giản vậy đó mà chia sẻ theo không dễ đâu. Phải là bạn có cảm giác. Đối với pháp tu, bạn tu có cảm giác. Đối với nhân sinh, bạn có cảm giác. Đối với chúng sanh, bạn thương yêu. Đối với mọi người, bạn hy sinh vì họ. Chỉ cần họ vui, bạn có niềm vui. Nhớ không? Bạn phải có tâm vậy đó thì bạn mới lên bằng chia sẻ Phật pháp như vậy. Chứ nếu không, quý vị khó làm lắm quý vị ơi. Hiểu không? Nó nên chúng ta bị câu thông đa phần luôn mà. Dù quý vị học sư phạm, quý vị có giảng dạy bao nhiêu năm, nhưng quý vị lên đều bị dính văn tự hết chứ. Không có thoát ra được cái sự giảng dạy. Nó bị nằm trong một cái sự câu thúc lại vì sự giảng dạy. Hiểu không? Còn những đức lên nói chuyện rất là thoải mái, vì thấy chưa? Là vượt qua văn tự. Vì sao? Vì giải thoát.
giải thoát của nội tâm. Cái đặc biệt của chúng ta là đừng có buồn giận hay để trong tâm, quý vị sẽ giải thoát à, nhẹ nhàng à. Có buồn nhưng mà chút hết trơn đi, có tức nhưng mà tức chút hết trơn, có buồn buồn chút hết trơn, có tức tức chút hết trơn. Khi tức là vì người ta mà tức. Khi những đức la mấy câu la tá lả anh bên la xong phớt mặt đi mất tiêu. Khi cũng bực bội cũng buồn, buồn chút xíu phớt mặt hết trơn. Vì làm gì đi, chứ kêu không buồn không tức thì không có làm được điều này. Có buồn có tức nhưng mà xì hơi là xong. Vì biết rằng những đức bây giờ càng tu thì xì hơi càng nhiều. Nếu như mà không xì hơi thì chắc chứa sao. Bữa đó ngồi với nguyên một vàng Phật tử ở ngoài Hà Nội vô, người nào người nấy gặp mình mà ngưỡng mộ quá trời. Cuối cùng mình đang nói chuyện với họ, mình chơi ba trái mìn luôn lượt, ai cũng hoan hỷ quá trời luôn. Những đức nói quý vị, chúng ta cùng hít sâu thở ra. Hiểu không? Ai cũng vô cùng hoan hỷ. Khi vớt ba trái mìn xong, họ tập trung là họ chụp hình với những đức cạch chụp quá trời chụp luôn. Nói thầy gì đâu mà tự tại dữ trời, đúng ra cỡ nào người ta cũng nén lại, còn thầy chơi nguyên văn luôn mà. Này, khi mình bị như vậy mà mình không chơi nguyên văn là mình đang ném đá giấu tay. Ôi trời, sao thầy cái gì cũng nói được, sao nghĩa thầy. Đúng rồi, tôi là người quang minh chánh đại, tôi xì hơ là tôi cho người ta biết tôi xì hơ, chứ không phải như quý vị khi xì hơ mà lại đổ thừa cho người khác xì hơ, chứ vậy không đẹp chút nào. Ngồi suy nghĩ đi, phải không quý vị? Nó khi mình ngồi đông người gì nè, lỡ mình xì hơi mình đưa tay lên gì, đừng ai đổ thừa ai chứ, các đừng ai nhịn ai, tôi đưa tay tôi nói rõ ràng là tôi đó. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó mình làm cái gì mình phải dám lãnh nhận cái việc mình làm, nó cũng là một phương pháp tu, đúng không? Bây giờ Phật tử người ta tập trung là đông quá, người ta nói chuyện, mà cái lúc đó là cái lúc cần phải giải thoát. Mà bạn không cho giải thoát thì làm sao nói chuyện với người ta vui vẻ, nó làm cho nó u uất nặng nề. Nên tôi cần phải giải thoát rồi tôi mới giải quyết cái chuyện của các bạn. Thấy không? Để cho tôi giải thoát, ngồi im đó. Tôi nói một tụng, hai tỉnh, ba tỉnh. Đó, tủng tửng tỉnh, đấy chưa, ba trái một cái là giải thoát. Tiếp Phật tử vèo vèo chụp hình đồ mặt tươi rối, không? Tại vì sao? Nhẹ nhàng rồi. Mấy vị thấy không, nói chuyện vậy mà nó cũng ra Phật pháp. Đó, nên những đức mong quý vị là người niệm Phật muốn sanh cực lạc thì phải lúc nào cũng sanh pháp vị. Ở thế gian mà có được pháp vị gì cũng là thích thú lắm rồi. Nên câu chuyện mà từ ở Vũng Tàu mà một tuần cô lên đây 4-5 lần để cô cảm nhận được pháp vị trực tiếp. Còn nhiều người bây giờ người ta đang coi trực tiếp là người ta cảm nhận qua cái pháp vị TV. Còn cái này là cô ngồi trực diện tại trung tâm thành phố. Ví dụ như quý vị ngồi mà quý vị ngắm mà một cái gì đẹp thì quý vị coi trực tiếp vẫn thích thú hơn là coi qua màn hình chứ. Đúng không quý vị? Đúng không? Đó. Ví dụ bây giờ chúng ta cảm nhận cực lạc, chúng ta có nói cực lạc cỡ nào cũng không thể nào bằng chúng ta về tới cực lạc. Đó, nên có nhiều người ta xa, ta nghe những đức chia sẻ Phật pháp, khi gặp là những đức ưa kêu người ta chụp bôi hình, tại vì quá lâu mới gặp chụp bôi hình để chúng ta dính lại với nhau. Đi về rồi mà vẫn gặp thầy có chụp hình với mình, có nhiều cô cũng vui lắm, về cái đầu nói nè bà coi nè, tôi lợi tới tặng chùa thầy chụp
với thầy một bôi hình luôn. Bà coi đây, thầy đi khoe đó chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe quý vị. À, nên khi những đứa gặp Phật tử ở xa, tôi đến thì đứa hỏi có điện thoại không? Tôi không có ngại ngùng, tôi không có đợi chờ người ta xin chụp, mà tôi xin chụp với người ta được không? Tôi phải sống như vậy đấy, thấy không? Tôi xấu, tôi hạ mình, tôi xin chụp hình với người ta được không? Hiểu chưa? Chứ không có đợi chờ người ta kêu xin chụp hình, mà tôi đưa cái mặt dày ra tôi xin chụp hình cũng được không? Quý vị sống vậy đi thì quá đẹp rồi. Có những người ta nghĩ mình cao quá, người ta muốn xin chụp mà ta không dám sao? Hoặc người ta sợ không biết có tội lỗi gì không chụp hình với thầy. Tôi nói không có tội. Chụp hình kết duyên mà có gì đâu có tội, nghe không? Tôi mong rằng chụp mô hình mà dễ bị niệm Phật thêm chút nữa thì tôi mừng. Vậy thôi. Nghe không? Đó. Nên từ nơi đó niệm niệm gì người, nghĩ gì người ta vậy đó, thì cái cảm giác sống quý vị nó tuyệt vời lắm quý vị ơi. Hạnh phúc lắm. Nên có cái cảm nhận này đi. Chùa mình vì sao á, mà mấy cô mình, mấy cụ ai cũng sáng sủa. Vì cái cảm giác của chúng ta là mong giúp cho nhau ai cũng có niềm vui, không có làm nhau đau khổ. Mình làm người ta đau khổ thì mình cũng sẽ khổ đau. Hiểu chưa quý vị? Nó khi mình giúp người ta có nụ cười thì mình cũng sẽ có nụ cười. Thấy không? Ví dụ như quý vị làm việc chung với người đó, bị làm người đó phiền não thì quý vị sẽ thấy cái nhân của phiền não và quý vị sẽ sanh phiền não. Còn nếu quý vị làm cho người đó vui thì quý vị sẽ nhìn cái nhân niềm vui và quý vị sẽ có được niềm vui. Như đó. Trả lời liền rồi còn cái gì? Trả lời liền rõ ràng luôn còn gì nữa? Hả? Ví dụ như giờ hai vợ chồng sống chung một ngôi nhà, vợ làm chồng vui mà chồng làm vợ vui, hai người làm nhau vui thì cuối cùng cái nhân tố vui làm cho gia đình hạnh phúc. Phải không? Hiểu không? Làm sao mà làm nhau vui đi, đừng có làm nhau phiền não. Mỗi ngày mà hai vợ chồng dù nghèo nhưng mà cái chọc nhau cười suốt, cái chọc nhau cười suốt, mà hai vợ chồng mà vui vậy thì con cũng vui, vì con nó nhìn cha mẹ vui nó vui chứ làm sao. Bữa nay đi bán đồ ngoài chợ, ế không có lờ, vợ đẩy cái xe về nói anh ơi anh, bữa nay bán ế quá không có lời lớn gì hết. Chồng nhảy tưng tưng, ô vui quá xa là vui đó. Sợ thật, chồng tôi qua chợ cái gì hết trời, bán ế mà vui dữ vậy anh? Vui là gì? Mình có đồ ăn. Hiểu không? Mình làm vậy thì vợ không có bị nặng nề. Còn ngày nay chồng đi làm về không có tiền bao nhiêu đem về, có xịt mà nói được rồi anh, nhiêu đủ sống rồi, ra mua hai gói mì về nấu hai vợ chồng ăn. Vậy thôi, bị thấy không? Chứ đừng có nặng nề khi chồng đem tiền về ít đưa cho mình. Thì nhớ, nên chúng ta mỗi một con người quý vị à, cái niềm vui là tự mình tạo ra, cái nhân tố đó sẽ làm cho mình có niềm vui, chứ đừng có đi chi cầu cái bên ngoài. Từ nội tâm bạn á. Ví dụ như bây giờ đi, những đứa đi qua điểm chùa nào người ta cũng vui, là vì sao? Cái nhân tố là mình nè. Chứ nếu như mình đi chi cầu người ta, không lẽ người ta buồn mình cũng buồn. Nên cái đặc biệt là bản thân mình khi có niềm vui, nó mới là cái nhân tố để giúp cho người ta sanh quả vui. Nên mình muốn cho người ta vui thì bản thân mình phải vui. Nên trong một cái gia đình, cái hạnh phúc lớn nhất là làm cho nhau có nụ cười. Thấy không? Thấy chùa mình không? Sáng cười, trưa cười, chiều cười và tối cười. Cười suốt. Cười giết mà cuộc sống phong phú luôn. Chùa chiền sạch bóng, sơn phết ngon lành.
Người ta là gần Tết mới sơn chùa ăn Tết, còn chùa mình khỏi càng gần Tết cũng sơn luôn, vì ngày nào chùa mình cũng là Tết. À, chùa mình lay quay là Tết thường xuyên, ngày nào cũng có Tết, thứ bảy chủ nhật Tết càng lớn. À, tuần nào thứ bảy chủ nhật thì cũng hội họp người ta về, nên chùa mình thứ bảy chủ nhật là Tết lớn, còn mỗi ngày ăn Tết vừa vừa, thứ bảy chủ nhật ăn Tết lớn, chủ nhật chơi Tết lớn nhất là ngay mùng 1 luôn. À, đó, nên Phật tử khắp nơi nơi nghe quý vị, muốn ăn Tết thường xuyên cứ về chùa mình, chủ nhật nào về đây cũng ăn Tết, ngồi nói chuyện với nhau tâm sự vui. Thôi ơi, cái niềm vui này mà không về cái bị thiệt thòi, không nói thiệt. Có cái cô kia cô gặp như thế, cô nói nè, thầy ơi thầy, nhà Đức nói cô từ từ, cái gì ép tim chứ. Chủ nhật tuần trước con không có về chùa, thầy biết rằng tuần đó con sốc nặng nề lắm. Nó thấy bà thấy chưa, tôi nói mà. Nói cái ngày chủ nhật là cái ngày tích tụ nguồn năng lượng cao cấp, mà tuần nào mà không về là tuần đó bà bị ép tim. Kỳ cục vậy tạo tạo. Nói mà tuần đó mà không về bà buồn, mà bà là thiếu cái gì. Nói mà thiếu cái gì bà biết không? Thiếu cái gì bà biết không? Bà thiếu tiếng cười của ngày chủ nhật. Người ta nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, mà ngày chủ nhật bà cười bao nhiêu nụ cười bà bổ luôn cả tuần. Nên người ta đến đúng một ngày chủ nhật với thứ bảy là trang trải cho người ta cả một tuần sống mà năng lượng tràn đầy. Vì thế nghe Phật pháp hồi nãy giờ toàn là mở tâm ra không, mà chứ có cái gì mà cuộc thắt không. Có vị nghe có những người giảng là buộc lại không à, còn tôi mở ra, mở sạch sẽ luôn, đừng nói chuyện dẫn chơi, thấy không? Nghe chi theo Phật pháp gì mới thích thú, mở ra cỡ sạch, không còn chút quyền não nào để lại chứ, thấy không? Vậy thì quá tự tại quý vị. Chia sẻ Phật pháp toàn là giúp cho việc cỡ tâm ra không, phiền não ra không, thấy chưa? Vậy là mới thích, chứ đâu phải là thắt lại, buộc thắt lại. Những đức chia sẻ Phật pháp không cần để cho quý vị phải suy nghĩ, vì quý vị đã quá nặng nề với cái cuộc đời ở bên ngoài, quý vị bận tâm rồi. Những đức chia sẻ Phật pháp không để cho quý vị phải suy nghĩ thêm nữa, mà những đức chia sẻ Phật pháp là muốn làm cho quý vị nhẹ nhàng cái tâm quý vị, hiểu không? Chưa à, Phật pháp là sự diễn đạt quá. Diễn đạt sao biết, miễn ta cười thôi à, phải không? Bạn làm sao biết, miễn ta cười thôi. Nhớ kỳ à, các cụ, các cụ nhớ nhé. Các cụ, các cụ nhớ là không có được buồn ai không, không có được buồn ai hết chứ. Và chúng ta thì quyết chí đời này niệm Phật về cực lạc nha. Thấy chưa? Nên chỉ đạt sao quyết miễn ta vui thôi. Có nhiều người ta coi ta nói thầy là bị đê. Tôi bê gì kệ, tôi bê tông cũng được nè, miễn sao tôi giúp cho người ta vui thôi, bê gì mà không được. Tôi bê gì tôi biết, hiểu không? Nó nên từ nơi đó miễn tôi biết tôi là tôi là được rồi. Có ai biết mình bằng chính mình, biết mình hả quý vị? Thấy chưa? Trời ơi, bữa đó chủ nhật mà có cái bà kia, bà nói nghe, thầy biết rằng nguyên buổi giảng của thầy mà con cười xong con quên luôn chồng, quên con, quên gia đình luôn. Tự nhiên con vui không tưởng tượng được, vì khi con vừa quên là tức khắc con có sự an lạc của nội tâm. Ghê không? Quý vị thấy không? Hồi nãy mới bước lên quý vị chưa đẹp bằng bây giờ. Bây giờ quý vị đẹp hồi nãy.
Rồi càng về sau quý vị sẽ càng đẹp hơn nữa. Nhớ nghe, tại vì sao vui á? Thì nhớ khi quý vị mà vui, đầu quý vị vẫn bóng hơn là khi quý vị phiền não. Nhớ kỹ. Và khi quý vị vui thì mặt quý vị sẽ hồng hào hơn là khi quý vị buồn. Để ý đi. Nên có người mà vui khỏi cần trang điểm, sắc diện vẫn là đẹp. Còn khi có người buồn thì cần phải trang điểm, vì quý vị xanh xao phải cần trang điểm. Nên một con người mà khỏi tốn mỹ phẩm, khỏi tốn ăn diện thì chúng ta phải cần có nụ cười. Và nụ cười nó sẽ tô điểm cho cái cõi này tốt đẹp. Cái chùa này mà nhiều người ta về là vì sao? Vì nhờ nụ cười tô điểm ngôi chùa này. Nên cái nụ cười của đại chúng trong chùa nó lan can văng vô Phật tử mới về chùa. Vì nhớ nè, quý vị vui vẻ đi, quý vị người ta vừa về chùa bị gặp người ta ai chứ đà Phật cười cái phải nó văng vô người ta không? Nó lan can chúng người ta làm cho người ta cười. Còn nếu như quý vị mà không cười, Phật tử vừa về chùa quý vị gặp người ta, cái nhân tố này ai cười được? Mình phải cười là một cái nhân tố mà liên nụ cười vô người người ta. Quý vị coi ngày Chủ nhật mà Như Đức đứng ngồi ở đây mà Như Đức liền kịch 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 mà nụ cười nó văng tá lả âm binh luôn, nó làm cho hội chúng mấy ngàn người cười, mà những người coi trên mạng trong lúc đó hơn 1000 người trực tiếp mà đang coi mà cũng cười theo, mà chỉ một mình Như Đức là nhân tố làm cho nhiều người cười. Ghê không? Đó thì bạn thấy cái nụ cười nó tô điểm mùa xuân chưa? Nó nói mùa xuân đến làm em vui cười, chứ đâu phải là mùa xuân đến làm em hết hồn. Nếu mùa xuân đến mà làm em hết hồn thì mùa xuân làm chi? Thấy không? Nó nói mùa xuân đến làm em vui cười. Thấy không? Nên quý vị chia sẻ Phật pháp mà làm cho người ta vui cười là cho người ta một cái hy vọng của cuộc đời. Nhớ, khi người ta vui cười là người ta có hy vọng của cuộc đời. Mà người khi có hy vọng thì có tương lai, còn người thất vọng hoàn toàn thì không có tương lai gì hết. Nên chúng ta cho người ta một cái tư tưởng của thế giới cực lạc, để người ta có khổ đau gì trong cuộc đời người ta vẫn có hy vọng rằng tương lai Phật A Di Đà rước người ta về cực lạc. Phải không? Quá đặc biệt. Đó, một bài chia sẻ Phật pháp thôi, bao nhiêu chúng sanh được nhờ. Và bài chia sẻ Phật pháp này sẽ để mãi mãi lại về sau. Những người về sau có phiền não gì nên nghe bài này. Hãy nhớ kỹ, đáng sợ nhất của đời người là gì? Là bế tắc nghe bạn. Khi bạn nghe bài Phật pháp này, bạn sẽ không còn bế tắc nữa đâu. Hiểu không? Không diễn gì khó lắm quý vị. Ai đứng cười ngộ rồi. Ông này ông cười ngộ ghê. Tự nhiên trong tất cả những người cười có mình ông cười khác nhất. Đứng quay phim tự nhiên làm này. Mình tưởng đâu ai cười, mình quay tới quay luôn. Hiểu không? Nó nên những Đức mong quý vị sống lúc nào cũng có mùa xuân. Đúng không? Ngày nào cũng chúng ta cũng có mùa xuân. Phật tử khắp nơi nơi đều có mùa xuân. Lúc nào cũng có mùa xuân. Mùa xuân đến làm em vui cười. À, không có ai tuyệt vọng nha quý vị. Nhớ nghe. Không có tuyệt vọng nghe chưa? Dù nghèo nàn xấu xí tật nguyền gì không có tuyệt vọng nghe không? Giống như Đức gặp cái cô gái kia bị méo. Bị méo quý vị.
Bởi vì chắc trong lòng Vy đang hỏi méo chỗ nào. Thấy không? Quý vị biết rằng cô gái này vô cùng bất hạnh. Cô méo tùm lum. Chứ không có một địa điểm nào chính hết chứ. Mà chỗ nào cũng bị méo. Khi cô nghe những đức giảng, cô gặp những đức cô nói. Từ khi con nghe thầy giảng, thầy biết con là người vô cùng bất hạnh khi sanh ra đến với cuộc đời này. Thầy biết người ta có thể méo một chỗ nào thôi, còn con thì đa dạng chỗ nào thấy cũng méo. Nhưng từ khi con nghe thầy giảng, con đều chấp nhận cái hoàn cảnh của cuộc đời bị méo. Và trong cái méo mà con phát triển ra được cái tròn. Ghê không? Hay chưa? Khi nhà Đức vừa nghe một cái, nhà Đức giật mình tỉnh ngộ. Nhà Đức nói người ta chỗ nào cũng méo mà bây giờ tao phát triển được chỗ tròn. Nhà Đức xin hỏi cô, cô đã phát triển được điểm nào tròn? Mình phải hỏi chứ quý vị. Cái gì không hiểu thì hỏi. Hỏi để mình học tập chứ sao. Không hiểu thì phải hỏi chứ. Hiểu chưa? Xong rồi cô nói rằng là thầy biết dù bản thân con có mỏi nơi nó bị méo, nhưng thầy biết rằng đó là số phận về nhân quả cuộc đời. Khi con nghe thầy giảng con đã hiểu. Nhưng bây giờ con phát triển được một điểm tròn mà cực kỳ quan trọng. Nhưng đứa hỏi chỗ nào? Chỗ nào? Cô hãy nói đi, tôi đang lắng nghe và tôi đang ngắm nhìn. Chỗ nào mà cô phát triển được một cái chỗ tròn vô cùng quan trọng như vậy? Thì cô nói rằng, thầy ơi, từ xưa tới giờ, tuy thân con méo, nhưng mà thật sự tâm con cũng bị méo. Nhưng bây giờ con phát triển được một điểm tròn mà vô cùng quan trọng trong cuộc đời của con. Nhà Đức hỏi chỗ nào là chỗ quan trọng nhất mà cần phải tròn? Đó là tâm con hiện tại đã tròn. Hay chưa? Tâm con bây giờ đã tròn rồi thầy ơi. Con bây giờ con niệm Phật sanh Cực Lạc là tâm con đã tròn rồi thầy ơi. Đó. Nên tất cả những người mà bây giờ buồn khổ chán nản bế tắc, tuyệt đối mở tâm ra. Cuộc đời ai cũng chết một lần, có gì đâu mà bế tắc. Nhớ kỹ, ngày xưa ta giàu ta đi xe hơi, bây giờ ta nghèo ta đi xe đạp. Quý vị đừng bao giờ nói rằng lúc nào đi xe hơi cũng là đẹp. Có những khi đi xe đạp còn đẹp hơn xe hơi. Tại vì sao? Vì bạn đi xe hơi, bạn sẽ ngồi trong xe hơi và bạn ngửi mùi máy lạnh. Nhưng khi bạn đi xe đạp, bạn sẽ hít được không khí trong lành. Mỗi cái nó đều có cảm giác hết quý vị ơi. Thấy không? Chỉ cần quý vị có sự nhận thức thì tốt. Nghe chưa? Không, cái bài chia sẻ Phật pháp này quan trọng ghê. Cực kỳ quan trọng, như Đức tin chắc nè. Nhiều người đang ngồi trực diện nghe ở đây, quý vị sẽ gỡ mở tâm tư đặc biệt lắm. Nhưng Đức mong quý vị sanh ra cái tâm tròn. Sanh ra tâm tròn. Dù bản thân chúng ta, những người ngồi trong đây có những chỗ chúng ta bị thiếu sót, nhưng chúng ta đừng nên buồn. Nó có thiếu chỗ nào kệ nó. Chỉ cần cái tâm chúng ta tròn, điều đó là hạnh phúc nhất của cuộc đời chúng ta. Nhớ nghe. Chúc quý vị an lạc cái quý vị. Đời này phải giảng sanh thì Cực Lạc cái quý vị. Quyết chí không có buồn dặn ai, chỉ nhớ ai cho nào Phật để về Cực Lạc thôi nghe quý vị. Chúng ta cùng phát nguyện đời này phải về Cực Lạc hết. Rồi, quá đặc biệt. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.